thừa sai, bao gian nguy vẫn không qua ngài, xây công xây đắm tương lai. Anh chị em thân mến, chung tâm tình tạ ơn trong ngày hành hương năm thánh hôm nay, chúng ta được liên kết với Giáo hội Mầu nhiệm Hiệp thông và sứ vụ tại Việt Nam. Trong niềm tin tưởng, chúng ta hãy dâng lên Chúa những lời nguyện thiết tha. Chúng ta hãy dâng lời cầu xin cho hàng giáo phẩm, đặc biệt các giám mục và linh mục Việt Nam được đề tràn ơn Chúa Thánh Thần, hầu dẫn dắt con thuyền giáo hội lướt thắng mọi sóng gió của trần gian. Chúng ta hãy dâng lời cầu xin cho các tín hữu Việt Nam, đặc biệt trong giáo phận Sài Gòn và giáo hạt Phú Nhuận. Trong năm hồng ân này, được ơn canh tân đổi mới, trở nên chứng nhân của Chúa giữa cuộc sống thường ngày. Xin Chúa làm đời chúng con. Chúng ta hãy dâng lời cầu xin cho anh chị em chúng ta, đặc biệt những ai đang phải đương đầu với những khó khăn về vật chất hoặc tinh thần, được ơn đức tin, bền đỗ và trung kiên. Chúng ta hãy dâng lời cầu xin cho giáo xứ và mỗi người chúng ta. Xin cho mọi người tham gia hành hương năm thánh gặp được Chúa là nguồn ân sủng và tích cực góp phần xây dựng nước Chúa giữa trần gian. Lạy Chúa Kitô vua tình yêu, xin Chúa luôn hiển trị trong tâm hồn mỗi người, mỗi gia đình và trong giáo hội Việt Nam. Xin cho chúng con biết yêu thương nhau thật lòng và giới thiệu Chúa cho anh em đồng bào trên đất nước quê hương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.